ngày 13 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày mùng 1 tháng 11 năm Quý Mão, đông đảo tăng ni và đạo tràng Phật tử các chùa cụm Cánh Nam huyện Thăng Bình được sư cô Thích Nữ Như Đức, ủy viên ban trị sự Phật giáo huyện, trụ trì chùa Diệu Giác, xã Bình Tú cùng chư ni và tín đồ của bổn tự cùng đón câu hội về cộng tu một ngày an lạc khóa tu cuối năm của cụm Cánh Nam. Quan Lâm chứng minh và hướng dẫn khóa tu có Thượng tọa Thích Phước Hưng, giáo phẩm chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, Đại đức Thích Nhật Tiến, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện, Đại đức Thích Quảng Tú, Ủy viên thường trực Ban trị sự, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo huyện, cùng chư tăng ni và tín đồ Phật tử các chùa Diệu Giác, An Thái, An Thành, Bình Nam, Tôn Lương, Khánh Vĩnh, Bắc Lâm, Bình Quang, Trà Long, Xuân Quang, Long Hội, Phú Quang, Cẩm Bình và chùa Phú Long đồng tham dự. Sau khi đại chúng thọ nhận bát quan trai giới trang nghiêm cộng trụ tu tập hạnh xuất gia, ban tổ chức cung thỉnh Đại đức Thích Viên Trí, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng, Phó thư ký Chánh văn phòng, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo quận Cẩm Lệ, Quang Lâm thuyết giảng chủ đề pháp thoại hóa giải phiền não để có được tịnh độ. Sau chương trình thuyết giảng, Đại đức Thích Nhật Tiến chia sẻ những vấn đề thực tế trong đời sống của người Phật tử tại gia, giúp Phật tử có thêm những chánh kiến Phật pháp ứng dụng vào tu tập và chuyển hóa nội tâm. Đầu giờ chiều, chư ni hướng dẫn đạo tràng chuyên tâm trì niệm danh hiệu chư Phật, Bồ Tát, kết nối năng lượng tâm linh hướng về thánh chúng, trang nghiêm thân tâm và hồi hướng công đức lành đến khắp pháp giới, nguyện cầu đất nước thái bình, nhân dân an lạc. Cuối chương trình khóa tu, chư tăng ni hiện diện và đạo tràng Phật tử cùng nhau hệ thống lại quá trình tu học trong một năm qua, chia sẻ, bổ sung các phương pháp ứng dụng, tu tập, hộ trì tam bảo, khuyến tấn chuyển hóa phiền não để có được niềm an lạc trong mỗi đạo hữu, làm vai trò hạt nhân lan tỏa đời sống văn hóa tâm linh chánh tín đến cộng đồng xã hội.